Huấn luyện viên vận động viên của thể thao Việt Nam đã tổ chức lễ dâng hương để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn mạng cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no hạnh phúc của mình. Rất là nồng ấm, rất là gần gũi. Mình chỉ cần nghe một điều thôi. Deputy Foreign Minister Nguyễn Quốc Dũng on Monday nhớ về một người thăm 40 năm và gần tuổi đảng. Tôi chọn Viện Thể thao Quốc gia Hà Nội trong một buổi lễ được tổ chức chặt cabayavong@gmail.com qua trang Zalo của đặc thiết kế Dynamic Siêu con đường anh xưa đi.